Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hoàng Giáp TV. Hôm nay Hoàng Giáp đang có mặt tại Hưng Yên để nhận một cái công trình trang trại nuôi lợn. Mời bà con cùng tham khảo nhé. Trang trại hiện trạng trang trại là đã xây xong các hạng mục về tường bao và giải lèn rồi. Ngay sau đây Hoàng Giáp sẽ cung cấp về phần thiết bị bên trong. Thì trại này là của anh Thắng ở Hưng Yên. Mô hình là anh nuôi lợn thịt hậu bị nái đẻ, sau đó là anh sẽ sang nuôi cai sữa và thành lợn thịt xuất bán luôn. Thì gian bà con đang xem đây là anh sẽ nuôi hậu bị và nái đẻ, sau đó sẽ được lợn con đẻ ra sẽ lùa sang bên này để làm nuôi cai sữa. Cai sữa xong đấy, thì sẽ lùa sang ô bên cạnh để nuôi thành lợn thịt. Thì trại này có chiều dài là 31m, chiều rộng là 13m. Thì Hoàng Giáp sẽ cung cấp cho trang trại này gần như là toàn bộ trang thiết bị, chỉ trừ bê tông thôi, bởi vì anh đã giải bê tông sẵn rồi. Thì trang thiết bị Hoàng Giáp cung cấp ở đây sẽ bao gồm là quạt. Đây, các ô quạt đây, bao gồm 6 cái quạt composite đấy, loại 6 cánh. Đấy, tấm làm mát và bạt trần. Đấy, hệ thống bạt trần sẽ được căng ở trên các hệ thống dầm kèo này. Còn lại sẽ là các dàn mát, khung làm lạnh. Đấy là hệ thống làm mát Hoàng Giáp sẽ cung cấp cho anh ngay trong buổi chiều nay thôi. Tiếp theo là hệ thống cũi hậu bị và nái đẻ. Thì ở đây sẽ có 6 cái cũi nái đẻ và 25 hậu bị. Đấy, 25 hậu bị anh sẽ làm ngay khu vực này. Sau khi nuôi nái đẻ hậu bị xong, con lợn đẻ ra, lợn con sẽ được chuyển sang khu vực 3 cái ô cai sữa ở đầu này. Ô cai sữa thì làm 2m4 nhân với 3m bà con nhé. Ngay sau khu vực mà đang để trống này sẽ làm con cai sữa. Cai sữa xong thì em sẽ làm cái cửa nó liền luôn sang bên nuôi để lại thành lợn thịt, thành con lợn nhỡ nhỡ đấy. Thì bà con sẽ nuôi ngay ở bên này thôi ạ. Lợn nhỡ sẽ được nuôi ở 3 ô tiếp theo, có chiều rộng là 2m4 và chiều dài là 6m. Đấy, ở trên 3 cái ô này. Và sau khi lợn nhỡ nuôi lớn lên rồi thì sẽ được chuyển sang bên ô nuôi thành lợn thịt ở ô bên cạnh. Ở đây đã để sẵn một lối đi đây. Đây đã để sẵn một lối đi. Bên này sẽ nuôi 6 ô lợn thịt. Thì hôm nay Hoàng Giáp đến để nhận mặt bằng và đưa anh em thợ đến để nhận công trình. Chiều nay Hoàng Giáp bắt đầu tập kết hàng hóa sang để thi công. Thì bà con ở Hưng Yên có nhu cầu tham khảo mô hình chăn nuôi lợn theo mô hình như của anh nuôi trọn gói khép kín như này, thì có thể liên hệ với Hoàng Giáp để Hoàng Giáp tư vấn về thiết kế xây dựng cũng như là bảng tính chi phí vật tư để cho bà con tham khảo cùng áp dụng vào công trình của mình. Cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại bà con ở video khác.